quậy 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 dữ lắm nè, nó quậy dữ lắm nè. Rồi mình xin chào cả nhà. Ngày Hoàng Thiên Ngọc ngày mới xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha cả nhà mình. Cả nhà mình coi sáng sớm mình tính đi làm, xuống mở cửa đi làm sớm, xuống coi tụi nó này cả nhà mình. Dễ thương quá không cả nhà mình ơi. Trời ơi, cái này mà đất rộng nuôi hết cả nhà mình, quá dễ thương luôn á. Cái nè, đuôi lắc nè, cả nhà mình nhìn kỹ kìa, đuôi lắc kìa. À, bên đây chùm ba chùm bãi lại nè. Trời ơi, đó. Trời ơi, nguyên một chùm luôn. Anh đây nè, bên đây nè, đây nè. Ê, anh này nữa nè, anh này nữa nè. Ba ơi, ba. Ngoại ơi. Thôi ba đi, ngoại khỉ gì, ba đi. Ba đi, ba luôn, rút kia nè ba. À, cả nhà mình thấy bảy bé đầu của mình mất bé, còn lại 6 bé đầu tiên á, hôm nay lớn dữ luôn cả nhà mình, tất cả ký lô hết rồi đó. Nó nằm sáng ngày nè, coi bên đây nguyên chùm bên đây cả nhà mình coi, tri ra nè nó giờ chùm 3 chùm 7, giờ phải lấy khăn ướt rồi lau mình từng đứa nên thôi dơ cả nhà ha, tắm thì đâu có tắm được rồi, cái mình lấy khăn giấy mà khăn ướt á, mấy thằng ướt cái mình lau mình hết cái để giờ còn cái gì biết cái gì đây, cái đuôi lắc cái này nè cả nhà mình, coi cái đuôi lắc nè, tài vậy nó lắc ra hả. À, cái đuôi lắc này cả nhà mình, tài cái đuôi lắc này, ai ngồi ai ngao à, sao mà la dữ vậy hả hả. Ồ, đói á hả, lẹ lên mẹ Dung ơi, đói quá mẹ Dung ơi, lẹ lên đi, tôi đói quá rồi, đói rồi, lẹ đi, chị Hai đâu rồi, chị Hai ú đầu xuống phụ coi, đói muốn chết đi nè. Nói rồi, đói quá rồi, ở đây nữa nè, đây cành anh nè. Anh nè. À, mình đem bữa mình đem về là để trên đó là sau 2-3 ngày gì đó, 3 ngày là theo dõi là thấy các bé bình thường, bú bình thường hết, là chắc có lẽ là ông không có bệnh, đem xuống nhập chung luôn đó nhà ha, để gần thôi chúng nhập chung, tại vì cái nhà mình thông cảm, đi lên trên để trên sân thượng á, đi lên hai cái cầu thang ở nhà mình đi không có nổi, nhăn nhó quá đi không nổi, nghe tụi nó ngồi dưới này mà nghe tụi nó kêu cho nó làm gì cái là chạy lên, chạy cũng không nổi thôi xách xuống luôn, với lại cũng theo dõi mấy ngày rồi. Trời ơi, biết cái gì không hả, cái mặt này quơ, cái bài kia, cái bài đầu tiên này bự dễ thương quá à, chích ngừa được rồi đó nha cả nhà mình ha. Giờ chuẩn bị tìm nhà mới cho các bé nha cả nhà. À, bây giờ sổ vun xong hết rồi, chích ngừa xong hết rồi. À, hôm nay các bé là cũng gần được 2 tháng rồi đó, tháng mấy rồi đó, xong rồi bắt đầu giờ chuẩn bị tìm nhà mới cho các bé nha cả nhà ơi, cái nhà cho có biết ý kiến nha. Thôi mình đi làm sớm cả nhà ơi, sáng nay cần mình đi làm sớm lắm rồi. Thôi đi cho cả nhà mình xem chắc các con chút xíu buổi sáng ha, mình đi làm cho cả nhà mình. Ủa, mình qua mình giúp trạm chị Phượng làm cái nhà mèo với lại cái nhà chó bên trạm chị Phượng cho xong nha cả nhà ha. Nói bài ở nhà đi làm cả nhà ơi, tụi con ở nhà, ba Khanh đi làm đi, tụi con ở nhà để đuôi con. Ừ, để đuôi con biết mừng rồi đó, biết mừng rồi đó. Con hết đau rồi, chân con hết đau, con nhúc nhích rồi đó, con mừng đó, thấy không? Ít bữa nó con qua đồng bây giờ nè. Trời ơi, cáo ơi. Không đứa nào mà hiền hết đó cả nhà mình ơi. Đứa nào cũng phá vậy đó. Cái này là lúc kia nó na lên rồi, nó xé rồi. Lúc kia na lên rồi, thằng Nai phá rồi. Na quậy lắm luôn á. Đó, coi cái nhà mình coi là nguyên bãi chiến trường luôn à. Nó khủng khiếp chưa?
hay là mùi nó thừa không có đâu, kỳ á, kỳ như này á, kỳ này lết ba đứa, đừng có này là cái vụ này là không có Long Hải là chắc chắn là vô tội nè. Quá coi đó, nói sáng thì bán lót sạch sẽ hết cái giày liền cảm giác mình luôn á, tiếc quá. Mấy ngày coi đó, mấy ngày đó. Trời ơi, bên đây nó nằm xuống luôn. Nó đi bán có mấy tiếng rồi. Sao vậy? Ủa sao nó ị vàng dữ vậy? Mấy đứa nó uống sữa. Uống sữa đó, còn nó ăn là nó ị khác. Con nó có nó kiểm tra nó không ta? Không, uống sữa đó, có mấy đứa nó chết vậy. Cũng vậy à? Có em này nhỏ con rồi, em này nhỏ xíu con rồi. Đòi ra cái nhà mình đòi ra. Trời ơi. Để im coi sao, để im coi sao. Để im, để im coi bú được. Để đừng có dịnh, để cho nó lăn luôn. Nó nghe mùi, nó nghe mùi sữa. Vui cả nhà. Nó bụng nhỏ lại đó. Đúng rồi, nó ăn no, nó đái ra nó hết à, cho nó ăn cháo đó. Nhưng mà cũng còn bự. Nhưng mà tính ra nhỏ thì có nhỏ, nhưng mà chuẩn bị như con này bự nè, con này quá trời luôn á. Có không? Quá trời. Nhiều không? Mấy chục con không? Nhiều lắm. Phải không? Vậy là số này nữa. Vậy là sổ ra hôm qua mấy chục con rồi hả? Đòi rồi, cái nhà mình đòi nè. Trời ơi, đòi. Sao lót dưới đó kỳ vậy? Cho nó thấm vô hả? Vậy là lót ở trên cho nó đi lên cho nó khỏi đau người nó. Ở dưới nó tại vô cái miếng nó rồi rồi anh chị hao 22 miếng đó. Mà nó rớt giò xuống rồi nó sẽ đẫm vô giò tiêu nó mình đó. Trời ơi, giờ quá trời dưới này rồi cái nhà mình ơi. Rồi rồi, vậy mình cho cả nhà mình xem ít phút cho vui cả nhà ha. Các bé rất là khỏe mạnh nha cả nhà mình. Chứ không bao lâu nữa là tìm nhà cho các bé hết rồi cả nhà ha. Chơi đùa hết rồi, khỏe mạnh hết. Còn bầy sau này thì hơi nhỏ chút xíu. Nhưng mà cũng không bao lâu đâu. Cũng có cả nhà mình thấy rất là khỏe rồi. Rồi đi bán về thì chưa có dọn dẹp kịp thì nó hơi tùm lum chút xíu. Quá trời đòi bú á cả nhà, đòi bú đồ ăn á.
quá trời rồi. Hốt cái này đi. Để đi rồi. Rồi vậy mình xin khép clip lại cả nhà ha. Cuối clip thì xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Các bé chuẩn bị tìm nhà mới cả nhà ha. Chừng nào ấy là mình sẽ thông báo cả nhà mình, nhưng mà hôm nay chưa, chứ là chưa chích ngừa. Chích ngừa đâu đó đàng hoàng hết rồi mới cho về nhà mới. Quá trời lăng xăng. Tôi được phá rồi cả nhà, tôi được phá rồi. Tôi được phá rồi. Cỡ này là cỡ quậy nè. Cỡ này là cỡ quậy banh xác đó. Khỏe mạnh hết rồi phá rồi. Vậy mà chia tay hết một bé rất là buồn hả cả nhà ha. Bé đúng là phải có đúng là phần số của bé. Không bao lâu nữa đang khỏe mạnh về rồi rồi cái bình sữa, bình sữa ngoại chơi kỳ quá à, ngoại chơi ngoài không dịnh lại cho bố vậy trơn à. Siêu quậy, bảy siêu quậy. Ôi trời, vĩnh tính ra chừng. quậy hả quấn đòn nè, quậy hả kêu quậy hả. Quậy hả quậy hả quậy hả quậy hả.